gia chủ cẩn thận gặp họa tán gia bại sản, tiền bạc đội nón ra đi nếu đặt 6 thứ này trên đầu giường. Chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, phong thủy học cho rằng phòng ngủ đặc biệt là có ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc và vận may của những người cư ngụ trong đó. Bởi vì đó là nơi để ta nghỉ ngơi, thư giãn và lấy lại cái tinh thần sau một ngày làm việc mệt mỏi và vất vả. Phòng ngủ lại là chốn riêng tư, là nơi con người được sống thật với chính mình. Không phải gồng lên để thể hiện hay là ngụy trang, cũng không cần phải ý tứ với thiên hạ. Trong phòng ngủ thì cái vị trí giường ngủ đóng vai trò quyết định đến cái vận may của gia chủ. Và theo các chuyên gia phong thủy, có một số đồ vật khi để ở đầu giường ấy, sẽ phạm phong thủy xấu, gây ảnh hưởng đến cái sức khỏe cũng như là cái mang lại cái vận xui cho cả gia đình. Thì đó là những đồ vật gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. 6 đồ vật đại kỵ đặt ở trên đầu giường để gia chủ tránh phạm lỗi phong thủy. Thứ nhất là thiết bị điện, túi sách, sách báo điện tử, vân vân. Thưa quý vị, bất kỳ một cái thiết bị điện nào ấy cũng nên đặt cách xa cái giường ngủ. Một số cái thiết bị điện tuy nhỏ nhưng lại cái gì? Cái lượng bức xạ lại không thể coi nhẹ được. Ví dụ như là đài này, radio này, bộ sạc điện thoại di động, hoặc là cái đèn diệt muỗi nhỏ, hoặc là cái iPad, iPhone, vân vân, các loại thiết bị điện tử, điện đóm, vân vân. Đấy, nếu các bạn thật sự cần chúng, hãy nhớ tốt nhất là đặt chúng ở cái góc cách xa cái giường ngủ. Ổ điện thì phải cách xa cái đầu giường ít nhất là 2 mét. Nếu không ấy, khi cắm điện thì bức xạ sẽ lớn, ảnh hưởng xấu đến cái sức khỏe. Nhiều người có thói quen là cứ về đến phòng ấy là quăng cái túi sách lên giường. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cái túi sách, ví hay là bóp là những thứ mà không nên để ở trên giường. Những đồ vật này rất bụi bặm, khi để lên giường ấy, sẽ làm vấy bẩn giường. Mà trong cái phong thủy ấy, thứ nhất là bụi bẩm nó bám vào, thường là mất vệ sinh, mất đi cái sinh khí và không mang lại cái may mắn cho gia chủ. Do đó, các bạn hãy tìm nơi khác để cất cái túi sách, hoặc là có thể treo lên, như là tuyệt đối không được để ở giường ngủ. Sách báo là một thứ quen thuộc, chắc hẳn là không ai nghĩ nó sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt trong giấc ngủ của chúng ta. Nhưng mà cái sự thật ấy, là khi mà não bộ của chúng ta hoạt động quá nhiều về đêm, tức là đọc sách hoặc là xem tivi, xem điện thoại vân vân, về sau bạn sẽ rất khó có thể đi vào cái giấc ngủ sâu được. Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của các bạn. Đó là vật dụng đầu tiên. Thứ hai, đó là gương soi. Thưa quý vị, phòng ngủ vốn là cái khu vực riêng tư dùng để nghỉ ngơi, để phục hồi lại cái tinh thần và cái sức khỏe. Trong đó, cái giường ngủ là cái vật dụng chính để giúp con người yên giấc sau những ngày làm việc mệt mỏi. Tuy nói là nơi ngủ nghỉ, nhưng vẫn có rất nhiều người chăm chút đến cả cái vẻ mỹ thuật, mỹ quan, thậm chí là gì, thích tạo điểm nhấn đặc biệt cho cái nơi này. Xong ấy, dù vì cái lý do tiện lợi trong sinh hoạt, hay là để trang trí, hay là để làm đẹp cho cái không gian, thì các bạn cũng nên tránh gắn gương hay bất kỳ vật dụng gì bằng pha lê, bằng thủy tinh lên phía đầu giường ngủ. Bởi vì những cái vật này ấy, thì đều thuộc cái tính hàn, nó không có lợi cho cái phần sức khỏe ở nơi nghỉ ngơi làm việc. Ngoài ra, nếu ở phía đầu giường có gương hay là pha lê ấy, sẽ phản chiếu hình ảnh của bạn lên giường. Nó không những là khiến bạn luôn bất an, dễ bị giật mình, mà còn khiến cho giấc ngủ không được an định. Ban ngày tinh thần uể oải, về lâu dài sẽ thường ảnh hưởng đến cả cái tâm sinh lý của con người. Thứ ba, dao, kéo và những vật dụng sắc nhọn. Thưa quý vị, những vật sắc nhọn thường mang theo cái tà khí, mang theo cái sát khí và ẩn chứa những cái điều chết chóc, những điều tang thương, nên không hợp để ở nơi đầu giường. Nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng dao, kiếm thường mang theo những cái sát khí rất là nặng, nên đặt ở đầu giường ấy, thì bạn dễ bị nặng đầu, chóng mặt và gặp cái ác mộng khi ngủ. Một điều nữa còn ảnh hưởng rất nhiều đến cái giao tiếp của các bạn trong xã hội. Tâm tính thì cũng không được vui vẻ, thoải mái vì luôn bị ám ảnh bởi những cái thứ sắc nhọn nó ở bên cạnh mình. Đó. Thứ tư, tượng của thần, Phật hay là búp bê. Quý vị thân mến, từ cái góc độ tín ngưỡng và cái sự tôn kính trong cái lễ giáo thì đặt tượng thần Phật ở cái đầu giường ngủ là điều kiêng kỵ. Bên cạnh đó, phong thủy học cũng nhấn mạnh rằng đặt những thứ này ở nơi đầu giường được coi là cách cất giấu tài lộc may mắn, khiến cho công danh sự nghiệp của các bạn chỉ ở mức trung bình, khó có thể tăng tiến được. Theo truyền thuyết châu U cổ ấy, thì búp bê là hiện thân của những bé gái xấu số. Thế nên con búp bê mà thường là ẩn chứa những cái điều không mấy may mắn.
Để búp bê ở giường ấy sẽ khiến cho người ta liên tưởng tới những điều kinh dị. Những bộ phim ma khiến cho giấc ngủ không thể nào đi vào trong cái chiều sâu được. Và nửa đêm mà các bạn tỉnh dậy ấy, thấy bóng cái búp bê lởn vởn sẽ chẳng thể nào mà an giấc được và ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe cũng như là cái sinh hoạt của vợ chồng trong gia đình. Thứ năm là di ảnh của người quá cố. Quý vị thân mến, theo quan niệm phong thủy học, không để di ảnh của người đã mất ở đầu giường ngủ. Dù bạn có thương tiếc người ấy đến đâu đi chăng nữa, rất nhiều đi chăng nữa, cái việc đặt di ảnh của người quá cố khi ngủ ấy, thì trong bóng đêm lờ mờ nhìn thấy thì thường gây cảm giác là sợ hãi. Nhiều người yếu bóng vía sẽ hay mơ mộng và bị bóng đè. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái sức khỏe, đến cái giấc ngủ của con người. Hơn nữa, giường ngủ là nơi thanh tịnh, không thích hợp để những cái vật với cái vật ở thờ cúng linh thiêng. Những cái vật đó thì nên có ban thờ riêng, nó hợp với phong thủy thờ phụng và thì yên tĩnh thì sẽ hợp lý hơn là đặt trong cái phòng ngủ. Thứ sáu là chậu cây xanh. Quý vị thân mến, cây xanh có thể giúp làm sạch không khí trong phòng. Tuy nhiên, khi về đêm ấy, thì nó sẽ thải ra cái khí CO2 độc hại, hút lại khí oxy. Và khi mà đặt chúng ở đầu giường ấy, thì mọi người sẽ có cảm giác là bí bách, khó thở và gì ngủ không được yên giấc. Thiếu oxy nên là cơ thể sẽ mệt mỏi dai dẳng. Không những thế, hơn nữa là vi khuẩn nấm mốc, ấy, sâu bọ, vân vân nó sẽ cũng ẩn nấp trong cây xanh và cũng sẽ khiến cho gia chủ gặp nhiều cái bệnh tật về đường hô hấp hay là bị dị ứng, vân vân. Quý vị thân mến, một cái giấc ngủ ngon ấy, thì không chỉ được quyết định bởi cái không gian mà còn phải hợp với phong thủy. Khi mà gia chủ sắp xếp kê giường thuận phong thủy thì không những cái chất lượng giấc ngủ nó được đảm bảo mà cái tài vận của gia chủ nó cũng trở nên là vượng phát hơn. Đấy, sức khỏe thì dồi dào hơn, gia đạo thì bình an và thịnh vượng. Do đó, nếu không muốn bệnh tật, nghèo khó thì quý vị cần phải tuân thủ tuyệt đối những cái điều cấm kỵ trong cái phong thủy kê giường ngủ sau đây. Một, kiêng kỵ đầu giường không bị cái xà ngang nó đè lên. Nếu mà kê giường trong phòng ngủ ngay dưới cái rầm hay là cái xà ngang thì gì sẽ hình thành cái cảm giác như muốn luôn là bị đè nén, đúng không? Đây được gọi là hung hình rầm ngang. Nằm bất kỳ bên trên ở nơi nào của cái giường ấy đều ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu rầm ngang vắt qua ngang đầu thì các bạn sẽ luôn cảm thấy gì đau đầu nhức óc đó. Đồng thời cái tính tình cũng trở nên khô khan, cần phải chuyển giường tới cái vị trí khác đắc địa hơn, không có cái rầm nó chạy qua, hoặc là gì các bạn có thể làm trần giả để che cái rầm lại đó. Thứ hai là đầu giường kiêng hướng thẳng vào cửa phòng. Trong trường hợp ấy thì các bạn nên kê giường ra chỗ khác để tránh đầu giường hướng vào cửa phòng. Nếu mà không thể di chuyển được cái giường ra cái vị trí khác thì có thể đặt một tấm bình phong ở giữa cửa và đầu cái đầu giường để ngăn cách. Đầu giường hướng thẳng ra cửa phòng thì nó thuộc loại cái hung khí, dễ gây mất ngủ, tinh thần thì hoảng hốt. Đồng thời nó làm giảm sút cái trí nhớ của người ở trong phòng đó, dễ bị những cái sai lầm và không phân biệt được đúng sai. Chuyển đầu giường ra chỗ khác là tốt nhất. Đấy, tốt nhất thì đầu giường phải được kê lệch một góc và gì tránh cái đối diện với cửa. Tiếp theo là nắng chiếu thẳng vào đầu giường, hoặc là để đầu giường có nguồn sáng mạnh nó chiếu vào ấy, thì gọi là hung quang. Đầu giường mà bị nắng chiếu vào thường gây cho bạn cảm giác là hay cáu kỉnh, hay nóng nảy. Các nguồn sáng mạnh khác chiếu vào đầu giường cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến cái số đào hoa của bạn. Nếu mà trong trường hợp không chuyển được thì các bạn nên đan cái kính đấy, cái lọc phản quang ấy, sau đó gì mắc rèm che nắng cho cái đầu giường của các bạn để hóa giải. Thứ ba là đầu giường kỵ quay về hướng tây. Thưa quý vị, chắc chắn đa số chúng ta ai cũng sẽ ít nhất là mắc phải một trong những cái lỗi này, vì con người vốn xem hướng tây là cái hướng mà của người đã khuất đi về nơi cực lạc. Đây là cái khía cạnh tâm linh theo quan niệm dân gian từ xưa đến nay. Còn về mặt phong thủy ấy, thì cũng rất bất lợi cho cái mặt sức khỏe của con người khi mà quay đầu giường về hướng tây. Do là trái đất quay từ tây sang đông nên nếu đầu giường mà ở hướng tây ấy, thì huyết dịch ở nơi đỉnh đầu ấy, thì thường dễ bị sung, khó ngủ và rất dễ nảy sinh các vấn đề về sức khỏe. Thứ tư là đầu giường kiêng kỵ chiếu thẳng vào nhà vệ sinh. Thưa quý vị, nhà vệ sinh nó hướng thẳng vào giường ấy, đã phạm phải cái gì cái hung khí. Do là cái nhà vệ sinh luôn tỏa ra cái mùi xú uế và cái tiếng nước dội, tiếng nước rửa đấy, vân vân, làm bạn khó ngủ và làm cho cái tinh thần của bạn luôn bị căng thẳng. Các bạn nên di chuyển cái vị trí đầu giường ở hướng ngược lại, đồng thời phải luôn chú ý đóng kín cửa của nhà vệ sinh và bật quạt thông gió để giảm bớt
cái uế khí, cái mùi hôi trong đó. Thứ năm, đầu giường kiêng kỵ trống không. Thưa quý vị, thứ nhất ấy, giường ngủ là không nên đặt ở ngay giữa phòng ngủ. Bởi vì như thế thì là bốn bề là cái khoảng trống. Từ đó sẽ khiến cho con người cảm thấy trông chênh, bất an, thiếu đi cái điểm tựa. Khi ngủ sẽ có cảm giác là không an toàn và ngủ không được ngon giấc, dễ bị giật mình. Tốt nhất là giường ngủ nên có hai mặt kê gần tường, hoặc ít nhất là cái đầu giường ấy, phải có một cái bức vách, bức ngăn, phải có một mặt phẳng vững chãi nào đó làm cái điểm tựa. Thì ngoài ra, nơi mà dễ tàng phong tụ khí nhất trong phòng ngủ chính là ở các góc phòng. Cái vị trí này rất thích hợp để kê giường ở đây. Nó sẽ giúp ích cho cái tài vận cũng như là vận thế của chủ nhân được cát lợi hơn. Nếu không thể kê đồ giường sát tường thì các bạn có thể gì thiết kế một cái giá sách để hóa giải, hoặc là một cái vách, bức vách để ngăn đầu giường lại, để tạo thành một cái thế, đúng không? Tạo thành một cái thế tựa vững chắc cho cái giường. Nhưng mà các bạn nên nhớ là khi mà làm một cái kệ sách hay là kệ để đồ ấy, thì nó phải gì được sạch sẽ, gọn gàng và không đặt những đồ đạc lung tung lên đó. Thứ sáu là đầu vào đuôi giường kỵ sát với cửa sổ. Cửa sổ là cái nơi mà lưu thông trực tiếp khí vào phòng. Trong đó có cả những cái trường khí tốt lẫn cái trường khí xấu mà người ta gọi là gì? Là tà khí. Nếu đầu giường và đuôi giường đặt quá gần cửa sổ sẽ bất lợi cho sức khỏe và cái vận thế của chủ nhân. Con người khi mà nghỉ ngơi ở đây thì thường dễ bị căng thẳng về thần kinh, khó ngủ và dễ gặp ác mộng. Nếu mà phạm phải cái lỗi phong thủy này mà không thể di chuyển cái giường sang vị trí khác thì cái việc cần làm ấy là bạn nên lắp rèm để hóa giải ngay lập tức. Thứ bảy là đầu giường kiêng kỵ chiếu thẳng vào gương. Thưa quý vị, theo phong thủy học thì gương dùng để ngăn cái sát khí và có tác dụng là phản xạ những cái khí xông thẳng vào nhà. Cho nên cái gương ấy, dù không phải là gương bất quái hay là gương lõm, gương nồi, cũng không nên để chiếu thẳng vào mình. Nhất là không nên để chiếu thẳng vào đầu giường của mình. Bởi vì ấy, cái bản chất của gương là động đó, nó đánh mất đi cái sự yên tĩnh cho cái không gian của bạn nghỉ ngơi. Thứ 8 là kiêng kê giường ngủ sát bếp. Các bạn đã biết ấy, cái bếp là cái nơi sinh hoạt, nấu nướng thức ăn và rất nóng. Cái tính hỏa của nó rất là mạnh. Vì thế không được kê đầu giường sát với lại cái bếp. Trước phòng ở mà có bếp đun ấy, thì tâm thống cước tật, lửa thì rừng rực đó, hút khói mỡ cũng như là cái mùi nó xào nấu, nó xông vào, rất không thích hợp với sức khỏe của con người. Sẽ sinh ra nhiều cái bệnh tật đó, như là bệnh đau tim, bệnh thổ huyết hay là đau tay đau chân vân vân đó. Giường ngủ mà kê sát vào cái bếp mà có cái tường cách cũng không nên. Cách hóa giải là các bạn dịch chuyển giường ngủ sang cái vị trí khác của cái phòng đó. Và làm như thế có thể hóa giải được nhiều cái tai họa cũng như là bệnh tật do cái sát khí này nó mang đến. Thứ 9 là gầm giường không nên chứa những cái đồ đạc lộn xộn. Thưa quý vị, gầm giường vốn là nơi ít không khí và tối tăm. Nếu mà chúng ta để quá nhiều cái đồ đạc linh tinh ấy, thì rất dễ sinh ra nấm, ẩm mốc, vi khuẩn vân vân. Bên cạnh đó, nó sẽ cản trở cái việc quét dọn hàng ngày và tạo thành cái góc chết vệ sinh, gây ra sự khó chịu. Trong cái cuộc sống ấy, thì có rất nhiều người không hiểu rằng ngăn nắp sạch sẽ có thể mang lại cái vận khí tốt và mang lại cái vận may cho con người. Thật ra thì ai cũng biết những người bừa bộn lộn xộn thì thường là không làm được nên việc lớn. Vì thế cái việc dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh sẽ mang lại cho chúng ta một cái tâm trạng tốt và vận may ắt sẽ tự nhiên tìm đến. Tiếp theo chương trình tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn là cách chọn đầu giường theo phong thủy. Thưa quý vị, giường là cái nơi quan trọng giúp bạn nghỉ ngơi và hỗ trợ bạn khi ngủ, và nó thực sự là một cái cuộc sống của các bạn nữa. Khi đầu giường của bạn bị tổn thương, nó sẽ tạo ra những cái vấn đề cho chính bạn trong cái cuộc sống đấy, và trong các mối quan hệ sinh hoạt đấy. Từ đó nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cái sự khó khăn với tiền bạc, thậm chí là cái việc nghỉ ngơi nó đều không được thoải mái. Nhiều chiếc giường ngủ đơn giản không có đầu giường, và cái điều này ấy, nó sẽ làm cho gia chủ không có được cái sự hỗ trợ tuyệt vời. Chất lượng giấc ngủ thì bị ảnh hưởng, mà gì nhiều khi luôn cảm thấy là nó phải đi một mình trên cái thế giới này. Dựa vào đó, các bạn có thể nghĩ rằng có đầu giường ấy, thì vẫn hơn là không có. Nhưng mà điều đó thì cũng không phải là ai cũng biết. Một số cái đầu giường ấy, nó có thể là gây hại nhiều hơn là mang lại cái lợi ích cho gia chủ. Một
những loại đầu giường làm từ kim loại. Cho dù đó là chiếc giường bằng đồng cổ của bà nội hay là của bạn, hay là của những người mà bạn mới mua, thì đầu giường kim loại không cung cấp cái sự hỗ trợ thích hợp vào ban đêm. Trong khi bạn ngủ, nó cũng dẫn truyền năng lượng, và vì cái điều này ấy, có thể khiến cho giấc ngủ của bạn bị quấy rối và dễ gây vào cái mộng mị. Cuối cùng, đầu giường kim loại thường gây ra đau đầu nhức óc, cái chứng đau nửa đầu hoặc là gì, các vấn đề về viêm xoang, dị ứng, vân vân. Hai là các loại đầu giường có ngăn chứa. Thưa quý vị, cái loại này thì rất phổ biến vào những năm 80 ấy. Đầu giường thường được tích hợp thêm những cái ngăn chứa để đồ, đựng những đồ đạc, đôi khi là gì, cả gương nữa. Nếu như bạn có vấn đề về sức khỏe hoặc là cái mối quan hệ trong gia đình mình ấy, thì thủ phạm có thể chính là những chiếc đầu giường có khoang chứa này. Thứ ba là những loại đầu giường thấp. Nếu đầu giường của bạn rất là thấp thì bạn cũng không được hỗ trợ và có thể gì khiến cho bạn cảm thấy không an toàn, khó chịu, căng thẳng trong cái cuộc sống hàng ngày của chính mình. Một cái đầu giường cao hơn sẽ là một cái sự lựa chọn tốt hơn cho bạn. Thứ bốn là những loại đầu giường có lỗ thủng. Đôi khi những lỗ thủng tạo thành các siphon nữa còn ảnh hưởng trực tiếp đến cái năng lượng của bạn. Nếu đầu giường của bạn có lỗ trong cái thiết kế thì điều này nó sẽ cho phép cái năng lực của bản thân bị thấm qua đó khi mà các bạn ngủ. Và từ đó nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy là cái việc nghỉ ngơi nó không được đầy đủ và bạn có thể bị kích động trong ban ngày. Thứ năm là những loại đầu giường tách rời. Thưa quý vị, ở nhiều cái thập kỷ trước ấy, cũng như là ở nhiều nước như là Hoa Kỳ thì giường đôi khi được ghép lại với nhau để tạo thành một cái giường kích cỡ lớn. Điều này thì cũng đúng với những chiếc đầu giường. Khi không sử dụng cho một cặp vợ chồng ấy, hai giường sẽ tách riêng biệt, có thể đẩy ra và sử dụng như hai giường đơn. Mặc dù điều này là thuận tiện và tạo ra một cái sự lựa chọn tốt cho cả gia đình, nhưng nó có thể tạo ra cái sự tách biệt, sự chia lìa và nó ảnh hưởng trực tiếp đến các cặp vợ chồng. Đôi khi đó chỉ là những cái thiết kế của cái đầu giường. Dù sao thì bạn nên hãy đảm bảo là chỉ sử dụng một cái đầu giường và một cái đệm duy nhất khi mà bạn đã có vợ có chồng. Thứ sáu là đầu giường treo tường. Những loại đầu giường này được gắn trên tường và không hỗ trợ đầy đủ vì chúng thường có cái khoảng cách giữa nền và đầu giường. Đầu giường của bạn ấy phải được gắn chắc chắn trên cái giường, tạo ra một cái sự hỗ trợ vững chắc ngay từ cái nệm và đến phía trên. Và tiếp theo sau đây tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những loại đầu giường tốt. Thưa quý vị, may mắn thay, khi nói đến những loại đầu giường tốt, cái vấn đề lại đơn giản hơn nhiều. Cái mục tiêu rất đơn giản, rắn chắc và có tính hỗ trợ. Đây là hai mục tiêu mà cần phải nhắm đến. Mục tiêu thứ nhất, nó hỗ trợ vững chắc. Một chiếc đầu giường chắc chắn sẽ cung cấp cho bạn cái giấc ngủ ngon, hỗ trợ rất nhiều và giúp cho cái mối quan hệ của bạn nó được tốt lên rất nhiều. Đây có thể là một chiếc đầu giường bằng gỗ hoặc là bằng những các loại chất liệu khác. Cả hai loại này thì đều có tác dụng hỗ trợ rất tốt trong phong thủy. Mục tiêu thứ hai là đầu giường phải cao. Cái loại đầu giường này đủ cao để các bạn có thể ngồi trên giường mà vẫn có thể tựa lưng vào được. Điều này sẽ cung cấp cho bạn cái sự hỗ trợ đầy đủ khi mà các bạn ngủ và khác hẳn với một chiếc đầu giường thấp. Thưa quý vị, vừa rồi tôi đã chia sẻ quý vị và các bạn những cách đặt giường theo phong thủy. Các bạn có thể áp dụng ngay để cải thiện cái chất lượng giấc ngủ của mình. Và đồng thời, nó cũng sẽ giúp gia chủ thu hút cái tài lộc và tránh được những cái vận hạn rủi ro. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.